Chắc hẳn các bạn đã xem rất nhiều bộ phim về quái vật. Câu chuyện nổi tiếng nhất chính là Quái vật hồ Loch Ness. Bộ phim này được dựng lên theo câu chuyện của nó. Thực hư như thế nào thì cùng vua phim theo dõi nhé. Câu chuyện xảy ra tại một thị trấn nhỏ tại Scotland. Có một cặp đôi trẻ đi vào một quán rượu. Họ đã nhìn thấy bức ảnh quái vật hồ Loch Ness. Anh bạn trai cho rằng nó là giả. Lúc này một ông lão nghe thấy liền nói, tuy ảnh là giả nhưng câu chuyện đó là thật. Cụ ông bắt đầu kể về câu chuyện đó một cách rõ ràng. Cách đây mấy chục năm, tại một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên Angus McMurrow. Một hôm ra biển, cậu bé này nhặt được một quả trứng, sau đó mang về nhà tắm rửa sạch sẽ. Angus lấy ra rạch lớp vỏ bên ngoài, bên trong hóa ra là một quả trứng màu xanh. Cậu còn chưa kịp bóc hết thì đã đến giờ đi ngủ. Tối hôm đó mưa gió bão bùng, Angus nghe như có tiếng con gì kêu, liền chạy đến nhà kho xem thử. Quả trứng ban nãy đã nở, con vật kỳ lạ trong quả trứng đã bò ra ngoài. Lúc này bỗng có một tiếng kêu kỳ lạ phát ra. Angus tiến lên xem nó là con gì. Bỗng con vật kỳ lạ bò ra từ chỗ chậu hoa vỡ. Chính nó là thứ bò ra từ quả trứng kia. Angus liền mang đồ ăn đến đút cho nó ăn. Con vật cảm nhận được hơi ấm đã cho Angus vuốt ve mình. Thế là cậu bé lén lút nuôi con vật nhỏ này và đặt tên là Crusoe. Sáng hôm sau, Angus bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Thì ra là đội pháo binh của hoàng gia chuẩn bị đến tập luyện gần đây. Người chỉ huy Thomas muốn tá túc ở nhà cậu vài đêm. Sau đó họ dọn đồ đạc vào trong nhà. Đến khi Angus quay trở lại nhà kho, tất cả đồ đạc đã bị Crusoe phá tan tành. Đến cả đôi giày da mà bố yêu thích nhất mà nó cũng đang gặm nhấm. Có vẻ như con vật đang đói. Angus đến nhà bếp định tìm chút gì cho nó ăn. Thế nhưng nhà bếp đang bị binh đội trưng dụng, đứng trước người đầu bếp nghiêm nghị cùng chú chó hung tợn. Cậu liền kéo thùng rác về. Con Crusoe cũng ăn tạp đấy chứ nhỉ. Chỉ trong nháy mắt nó đã chén sạch thức ăn trong thùng rác. Khó thể tưởng tượng cơ thể bé tẹo của nó có thể nuốt hết chỗ thức ăn này. Angus vuốt ve Crusoe, thấy da nó có vẻ như bị khô. Cậu liền mang nó đi tắm. Crusoe vui vẻ nô đùa trong thùng nước. Bà mẹ thấy Angus thường xuyên đi tới căn phòng nên bắt đầu nghi ngờ. Hôm sau có một người thợ đến sửa chữa, nên bà yêu cầu người thợ dọn dẹp hết mớ hỗn độn này đi. Sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của anh. Trở về nhà, Angus trông thấy người thợ đem thùng rác đi đổ. Cậu vội chạy lại nhưng nó đã chẳng còn thứ gì ở trong. Crusoe bên trong cũng biến mất rồi. Tối đến, Angus không ngừng đi tìm kiếm Crusoe. Không ngờ nó đã trốn vào trong nhà từ bao giờ. Nó quan sát thấy trong nhà không có người, liền tung tăng đi dạo khắp hành lang xuống bếp. Con chó trông thấy liền đuổi cho con Crusoe chạy xém chút xì khói. May mà độ dài dây xích có hạn nên Crusoe mới thoát được kiếp nạn. Angus không tìm được thú cưng liền quay về nhà. Đột nhiên nghe thấy chị gái la hét trong phòng. Angus ngay lập tức nhận ra Crusoe đang ở đó. Khó khăn lắm cậu mới giúp chị gái lấy lại bình tĩnh. Angus quay đầu nhìn thấy Crusoe mất tích đã mấy hôm. Bây giờ nó đã to bằng con lợn con rồi. Angus cầu xin chị hãy giữ bí mật để cậu nuôi nó. Cô chị cũng mềm lòng đồng ý sẽ không tiết lộ cho ai biết. Đúng lúc này có người đến gõ cửa. Hóa ra anh thợ đến sửa bồn cầu. Hai chị em vội đứng che con Crusoe đi. Nhưng con Crusoe tinh nghịch lại thò đầu ra ngoài. Sự thật cũng bị bại lộ. Người thợ vừa nhìn đã suy đoán được nguồn gốc của nó. Theo truyền thuyết của người Celt, thủy quái là loài động vật hiếm nhất trên thế giới. Vì cả thế giới chỉ có một con duy nhất, chúng quyết chiến giữa những con cùng loài, đến khi già thì sinh một quả trứng rồi chết. Vì thế thủy quái con đều là trẻ mồ côi, đồng thời hứa sẽ giúp hai người che giấu. Bỗng mẹ của Angus cũng tới đây, thấy vậy anh liền bỏ con Crusoe vào bồn cầu. Con Crusoe tinh nghịch lại thò đầu lên ngắm nghía. Anh thợ vội ngồi lên bồn cầu nói rằng anh đang bị Tào Tháo đuổi. Bà mẹ nghe thấy lập tức tin ngay, nhưng Crusoe vẫn phải được thả đi càng sớm càng tốt. Cùng lúc đội trưởng Thomas mời đại tiệc và mời mẹ của Angus đến tham dự. Sau khi cho Crusoe ăn xong, Angus cũng xuống dự tiệc. Vì cậu đi quá vội, cửa chưa được đóng hẳn, con Crusoe lần theo cánh cửa đi ra ngoài. Con chó ngửi thấy mùi quen quen liền chạy ra ngoài. Sau khi hai đứa nó gặp nhau, ngay lập tức chơi trò chơi đuổi bắt khắp ngôi nhà. Tuy Crusoe cũng có bốn chân, nhưng chân của nó sinh ra không phải để chạy. Vì thế việc bỏ chạy là hết sức khó khăn đối với nó. Chúng phá tan hoang ngôi nhà rồi chạy đến phòng ăn. Mọi người đang tham dự bữa tiệc lập tức phải gánh chịu hậu quả. Sau khi bọn chúng đều chạy ra ngoài thì anh thợ sửa chữa mới đuổi kịp đến. Mẹ Angus hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Anh chàng không chút do dự đổ mọi tội lỗi lên đầu con chó. Còn con chó vẫn đang lùng sục con Crusoe khắp nơi. Crusoe nhìn thấy cá vàng trong hồ phun nước, nó không do dự cắm đầu nhảy xuống. Anh thợ bắt Angus quay về phòng ngủ để tránh mẹ phát hiện ra. Còn anh tìm kiếm vất vả suốt một đêm, cuối cùng tìm thấy Crusoe đang nằm trên bờ hồ phun nước. Mà lúc này nó đã to bằng con lợn rồi. Cái túi anh đem theo cũng không thể chú nổi nó nữa rồi. Anh liền đánh thức Angus dậy, sau đó đưa nó lên xe tải mang đến hồ Loch Ness để phóng thích nó. Phải dùng thức ăn để dụ dỗ nó ra xa. Nhìn thấy con Crusoe tung tăng trong nước, trong lòng Angus lưỡng lự không lỡ rời xa. Không lâu sau có hai người đàn ông thường xuyên câu cá ở hồ này. Một lần Crusoe đã cắn phải lưỡi câu. Hai ông còn tưởng rằng hôm nay chúng số độc đắc, vội kéo cần câu lên. Đột nhiên Crusoe xuất hiện trước mặt khiến hai ông muốn rớt tim ra ngoài.
Hai ông còn chưa kịp hoàn hồn thì dây câu bị kéo mạnh cần bị bẻ cong, con thuyền bị kéo đi với tốc độ bàn thờ. Thấy thuyền sắp chìm, ông lão chỉ có thể cắt đứt dây câu để nó ngừng lại. Crusoe cũng càng ngày càng lớn lên trong môi trường tự nhiên. Cùng lúc đó, chỉ huy Thomas đưa Angus vào doanh trại quân đội tham gia rèn luyện cùng nhóm binh lính. Nhân lúc Thomas không để ý, cậu bé đã trốn ra ngoài. Cậu treo thuyền ra giữa hồ gọi to tên Crusoe. Chẳng mấy chốc, một sinh vật từ từ nổi lên phía sau lưng cậu. Có mấy ngày không gặp mà Crusoe sắp bằng mấy chú cá voi xanh đến nơi rồi. Crusoe rủ Angus đi dạo quanh hồ bằng cách cho Angus ngồi trên lưng của mình. Nó còn đưa cậu xuống độ sâu 500m để ngắm thủy cung. Điều này đã giúp Angus không còn sợ nước nữa. Mãi đến khi một tấm lưới chặn đường họ, Crusoe mới ngoi lên mặt nước. Đây là tấm lưới mới được xây dựng để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với quân Đức. Bỗng con chó mất dạy kia lại ngửi thấy mùi của Crusoe, liền dẫn theo cả ông đầu bếp bám theo sau. Ông đầu bếp ở phía sau bụi cây đã nhìn thấy con Crusoe siêu to khổng lồ. Thấy tình hình không ổn, Angus liền đuổi Crusoe mau rời đi. Tối đó, Angus kể lại câu chuyện mình đã trải qua cho chị gái vùng Anh thợ nghe. Hôm sau, Thomas mời gia đình Angus đến bờ hồ để tham quan địa điểm bắn pháo binh, định khoe trương cho họ thấy thiết bị tân tiến của quân đội. Không ngờ nơi quân đội định bắn chính là hồ nước sâu. Angus lo lắng liền nói cho mẹ bí mật cậu giữ kín bấy lâu, muốn mẹ ngăn cản giúp việc đó lại. Nhưng mẹ lại không tin lời cậu nói. Đạn pháo liên tiếp bắn xuống hồ, Crusoe ở dưới nước bị loạt sóng đạn tạo ra dọa sợ, chạy trốn loanh quanh khắp nơi. May mà Angus kịp thời xông lên ngăn Thomas lại. Sau đó, Thomas liền đưa gia đình Angus trở về nhà. Lúc này, ai ông lão câu cá hôm trước mang máy ảnh tới, xin con Crusoe cho chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Nhưng con Crusoe đã bị đạn pháo nổ dọa cho sợ mất dép rồi. Vì vậy, ông lão tạo nên một con Crusoe giả để chụp lại ảnh của nó. Thế là câu chuyện về Crusoe trong hồ này truyền đi khắp nơi. Ông đầu bếp cũng xác nhận nó là thật, vì ông ta đã tận mắt nhìn thấy nó từ sau lần đi xem quân đội bắn pháo. Một hôm, Angus trốn ra ngoài cùng anh thợ đến bờ hồ thăm Crusoe xem nó có bị thương không. Nghe thấy tiếng của Angus, nó liền xuất hiện. Không ngờ đợt tấn công vừa rồi đã khiến nó mất niềm tin vào con người, suýt chút nữa đã cắn mất tay của Angus. Giờ thì Angus đã hối hận khi thả nó về tự nhiên. Hai người vừa đi khỏi, binh lính liền kéo tới. Tiếng kêu của con chó để lộ vị trí của Crusoe. Ông đầu bếp kêu người dùng đại bác bắn nó, khiến Crusoe vô cùng tức giận. Đồng đội của ông ta phát tín hiệu cầu cứu về doanh trại. Chiếc thuyền mà họ đang ngồi nhanh chóng bị Crusoe hất lật tung. Thomas tưởng đó là quân địch đang công kích, lập tức lệnh cho cấp dưới chuẩn bị đạn pháo. Ông đầu bếp bị Crusoe cắn nhấc lên cao. Angus nhìn thấy không ngừng ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhưng cậu bị trượt chân ngã chìm xuống dưới ngất đi. Crusoe thấy Angus bị chìm mau chóng lại cứu cậu lên. Angus vừa tỉnh lại thì mẹ cậu cũng tới nơi. Đang lúc cậu bé muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng con Crusoe là một con vật không đáng sợ, Crusoe còn nũng nịu Angus trước mắt tất cả mọi người. Cuối cùng mọi người cũng gỡ bỏ những hiểu lầm về nó, thì quân lính lại một lần nữa bắn về phía hồ. Vì để bảo vệ nó, Angus nhảy lên lưng nó bơi ra hồ và chỉ nó bơi ra ngoài biển. Thomas định ra lệnh cho cấp dưới ngừng bắn. Thế nhưng điện thoại lúc này vì mưa lớn nên đã bị hỏng, nên ông đã lái con thuyền theo chân Angus. Những người canh gác bên pháo đài không nhận được bất kỳ thông tin nào. Họ tưởng rằng đây là tàu ngầm của quân địch, vì thế họ cứ nhắm vào Crusoe mà bắn. Cậu bé chỉ cho quân lính tránh những quả đại bác. Khi Crusoe đến cửa biển thì đã bị tấm lưới chặn lại. Angus chỉ có thể tiễn Crusoe đến đây. Sau đó, cậu bé bảo Crusoe hãy bơi đi thật xa và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Angus sau đó được mọi người đưa lên thuyền. Ngay sau đó, Crusoe lấy đà nhảy mạnh lên khỏi mặt lưới, thành công bơi đến tự do nơi biển sâu. Một thời gian sau, cả gia đình họ lên một ngọn đồi. Họ nhìn thấy Crusoe từ phía xa, và đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy Crusoe. Mấy năm sau, có người phát hiện ra Crusoe, nhưng Angus thì không bao giờ gặp lại nó nữa. Huyền thoại biển sâu là bộ phim được công chiếu năm 2007. Màu sắc viễn tưởng của bộ phim không quá đậm, nhưng cảnh tượng vô cùng xuất chúng. Điều thú vị, sự tưởng tượng quái vật ở hồ Loch Ness. Ông lão đang kể chuyện trước mặt hai người này, cũng chính là đứa trẻ trong câu chuyện về con Crusoe kia. Bộ phim hôm nay tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!